chào tất cả các cô chú anh chị và khán giả mọi người trên đường live của Nhi Lê TV Vlog nhá. Thì hôm nay Nhi lên cái clip để chia sẻ với cô chú anh chị và khán giả mọi người xoay quanh cái vấn đề về cái kênh của bạn của Nhi. Thì trong cái ngày hôm nay thì Nhi cũng đã đưa ra, đúng chưa, Nhi khơi ra thôi để cho bạn Thủy lớn như mà xem cái kênh của Nhi thì cứ lên phản biện và lên đưa ra những cái phản biện là xem Nhi có nói đúng hay không nhá. Còn tất cả những cái câu chuyện gì Nhi đều nghe hết từ những cái người dân, người hàng xóm, người nọ người kia, đúng chưa, ở quanh cái khu đấy mà bạn Thủy làm những cái gì, đúng chưa. Từ trước đến nay bạn Thủy đã, đúng chưa, sinh sống và làm việc và ở Tuyên Quang, những cái gì nó xảy ra ở đấy thì dần dần Nhi sẽ cho tất cả các cô chú anh chị và khán giả mọi người trong không gian mạng biết được cái sự thật, đúng chưa, về bạn Thủy của Nhi, để cho cô chú anh chị và khán giả mọi người xem còn những ai tin tưởng nào và đặt cái lòng tin vào bạn Thủy của Nhi nữa không, để cho cô chú anh chị và khán giả mọi người xem là từ trước đến nay Nhi chia sẻ có cái gì nào Nhi ăn không, Nhi nói có không, có những cái gì Nhi vu khống, Nhi bịa đặt hay không, thì cô chú anh chị và khán giả mọi người cứ chờ, cứ đợi đi. Còn mấy cái ngày hôm nay, đúng chưa, bạn Thủy, đúng không, đi Hà Giang, thì đi Hà Giang để làm cái gì, thì Nhi cũng nói luôn với cô chú anh chị và khán giả mọi người, đây là được, đúng chưa, nhận được thứ nhất một người khách, một vị khách, người ta hứa hẹn là chạy, người ta đưa người ta đi chơi để kiếm ít tiền xăng tiền xe, đúng chưa nào. Chứ thực chất ra cô chú anh chị và khán giả mọi người cũng đã biết thừa rồi, bạn Thủy của Nhi làm gì có công ăn việc làm gì, bây giờ chỉ có câu view câu like và chỉ lên trên không gian mạng đi lươn nẹo lừa dối khán giả khắp không gian mạng thôi, đi ăn xin đi ăn mày thôi. Chứ thực chất ra ấy, riêng bạn Thủy của Nhi, ngay như cái vấn đề ở Tuyên Quang thế thôi, không chơi bời được với bất kể một ai cả, không có bạn không có bè nhá. Thậm chí, hiểu chưa, mọi người cũng đã nhìn nhận được qua tất cả những cái gì mà Nhi chia sẻ từ trước đến nay đấy, từ họ nội từ họ ngoại người ta cũng xa lánh và người ta cũng không muốn nai vãng hay dây dưa hay là thế nọ thế kia cả, kể cả từ những đứa con cũng không muốn, đúng không, xác nhập mà không muốn, hiểu chưa, nhận một cái người cha sống quá là gọi cho lươn nẹo và văn vở và làm rất chi là nhiều những cái việc ảnh hưởng đến gia đình, đến người nọ đến người kia, nên là người ta cũng đã từ lâu rồi, người ta cũng đã gọi cho là đuổi ra gầm cầu gầm đường gầm chợ ta từ lâu rồi. Chính cái câu chuyện mà nhảy tàu nhảy xe từ năm 13 tuổi đấy, nó là có thật đấy cô chú anh chị và khán giả mọi người ạ, chứ không phải là không đâu. Sống như thế nào, đạo đức như thế nào, tài giỏi như thế nào nhá, mà bị đuổi ra khỏi nhà của gọi cho là từ năm 13 tuổi mà phải đi nhảy tàu nhảy xe đấy, đó là sự thật đấy. Cái vấn đề thứ hai về những cái vấn đề đi lươn nẹo đi văn vở, đúng chưa, trong suốt cái quá trình tham gia, đúng chưa, từ Bắc vào Nam, từ Nam vào Bắc, thì Nhi cũng nói thẳng cho cô chú chị mọi người như này, chả có công ty hay công nhân hay là giám đốc gì đâu, mà đây chỉ là đi buôn những cái quần cái áo nhật nhạnh ở những cái công ty nọ công ty kia về mua theo lố đặt ở trên cái cốp xe ấy, xong đi rong dọc đường bán, tìm những cái đại lý hoặc là những cái cửa hiệu cửa hàng ở chợ ở đường ấy, xong xà vào nhá, xà vào đấy xong bắt đầu chào, hiểu chưa, khán giả mọi người ai mua thì thím mới bán. Chứ thực chất ra là công ty đây là công ty lừa, đi lừa khắp từ Bắc vào Nam rồi đấy, hàng xóm láng giềng người ta chia sẻ người ta nói đấy, đi từ Bắc vào Nam rồi từ đâu đến đâu thì chắc chắn bạn Thủy phải biết, đúng không. Thế bây giờ bạn lên, bây giờ bạn cứ thanh minh cho khán giả, cho mọi người đi, bạn giải đáp, bạn giải trình xem công ty của bạn ở đâu nào, để xem là cái người hàng xóm và những cái gì nhá, người ta ở gần bạn, người ta biết bạn như thế nào, để xem người ta có nói dối không, xem là những cái lời nói của bạn chia sẻ dẫn dắt trên không gian mạng đến cái thời điểm bây giờ xem nó có sự thật hay không, hay là lươn nẹo hay là văn vở. Còn bạn Thủy ạ, Nhi cũng nói cho bạn biết như này này, tất cả những cái việc gì bạn làm
tất cả những cái sự lươn nẹo trên không gian mạng đến cái thời điểm này, Nhi khuyên bạn nên hạ màn đi. Nếu như bạn không hạ màn, bạn vẫn tiếp tục, bạn vẫn lươn nẹo, bạn vẫn văn vở là có 600 công nhân, thì Nhi sẽ chứng minh cho bạn là tất cả những cái lời nói nhá, những cái sự ngụy biện của bạn đều là giả tạo hết, đều là lươn nẹo nhá, để lừa dối khán giả thôi. Chứ thực chất ấy, bạn cũng chỉ là lái buôn nhá. Nhi nói thẳng cho bạn hiểu đấy, bạn cũng chỉ là lái buôn. Bạn đi tất cả những cái cửa hàng, cửa hiệu nào xà vào đấy, thấy các chị nào đúng chưa, là các bạn hiểu chưa, là bạn bắt đầu bạn xà vào, bắt đầu là bạn ra bạn buôn nước bọt. Bạn buôn nước bọt xong bạn chăn, bạn dắt, đúng chưa? Xong bạn làm cái gì thì chắc chắn bạn phải biết còn gì nữa. Hả? Tại sao và lý do gì bạn năm thê bảy vợ, đúng không? Bạn đi chỗ lọ, bạn đi chỗ kia là cũng có người nọ người kia. Thì bạn phải biết được là bản chất cái con người của bạn sống như thế nào. Nên là bạn phải nhìn nhận lại đi. Và cho khán giả, cho mọi người thấy sự thật thì nó vẫn là sự thật. Còn Nhi cũng nói để cho bạn hiểu như này này, để cho bạn dễ hiểu nhé. Tất cả những cái việc làm của bạn, đừng để Nhi phải chia sẻ ra, đừng để Nhi phải nói ra. Nhi nói ra tất cả thì Nhi nghĩ nhá, bạn có mà mặt mo cũng không dám trườn đến không gian mạng. Tất cả những cái quá khứ và tất cả những cái việc gì làm ở Tuyên Quang nhá, bạn câu kết, bạn lươn nẹo, bạn văn và bạn giả dối những gì, chắc chắn bạn phải nhớ chứ, không bao giờ quên được. Và những cái gì trước đây bạn chia sẻ trên cái clip và trên cái kênh của bạn, bạn nói là bạn đi làm từ thiện 10 năm đó. Tôi cho bạn đính chính lại là một. Tôi cho bạn nhá, để bạn giải đáp, bạn giải trình được là xem có 600 công nhân không. Mà bây giờ bạn vẫn lên trên không gian mạng, bạn vẫn lươn nẹo, bạn vẫn lừa dối khán giả là tôi có 600 công nhân, tôi có hàng nghìn chuỗi cửa hàng, tôi muốn thu nhỏ lại, đúng chưa? Tôi cho bạn đính chính lại, tôi cho bạn nói ra những cái sự thật nhá, trước khi quá muộn. Và những cái việc gì bạn làm ở Tuyên Quang nhá, tôi đều biết hết. Bạn có thích tôi đọc lại để cho bạn nhớ không? Có phải là ở Quang Trung không? Ở thành phố Tuyên Quang không? Có phải ở phường Phan Thiết không? Có phải là ở đường Quang Trung, phường Phan Thiết? Có đúng không hả bạn? Tôi cho bạn để cho bạn giải trình, tôi cho bạn để bạn đính chính lại tất cả những cái lời nói của bạn xuyên tạc, bịa đặt, bạn văn vở, bạn lươn đẹo trên không gian mạng đến cái thời điểm bây giờ. Hạ màn đi nhá. Còn mà bạn vẫn cố tình, bạn vẫn cố tình, bạn dẫn dắt khán giả, bạn vẫn cố tình, bạn nèo nái khán giả là bạn có 600 công nhân, thì Nhi sẽ đưa tất cả cho bạn những cái gì bạn thấy, những cái gì bạn lươn nẹo, những cái gì bạn văn vở. Hiểu chưa? Nhi chỉ cần nói cho bạn biết nhá, cái chị Thủy, đúng chưa, ở Tuyên Quang có phải là có một người con gái lớn không? Nào, thế con bạn với chị Thủy là như thế nào? Bạn giải đáp cho khán giả, cho mọi người thấy đi. Xem có đúng không? Có phải là đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, đúng không hả bạn? Những cái gì bạn lươn nẹo, những cái gì bạn văn vở, Nhi đều biết hết. Và Nhi còn biết được nhá, cái trường, hiểu chưa, tiểu học Trung Hà nhá. Bạn phải biết được. Đấy là Nhi nói mé mé để cho bạn hiểu. Chắc bạn nhớ ở cái trường tiểu học nhá. Bạn nhớ ở cái trường tiểu học Trung Hà chứ. Tại sao mà Nhi biết rõ thế? Nên là ngày hôm nay Nhi làm cái clip, Nhi cũng chỉ nói mé mé để cho bạn xem là những cái gì bạn lươn nẹo, những cái gì bạn văn vở, bạn lừa dối khán giả trong thời gian vừa qua. Bạn tham gia vào cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng để làm cái mục đích gì? Tôi cho bạn đính chính này nhá. Những cái việc làm của bạn, 600 công nhân không có, hàng nghìn chuỗi cửa hàng không có, và cái việc bạn kêu là bạn đi làm từ thiện 10 năm nay cũng không bao giờ có nhá. Đấy là những cái việc làm. Còn tôi nói ra tôi phải có bằng chứng, tôi phải có chứng, những cái chứng cứ. Còn bạn lên bạn bao biện, bạn lên bạn lừa dối khán giả, bạn thế nọ thế kia đi. Tôi cho bạn nhá, để bạn đính chính lại với tất cả những cái lời nói lươn nẹo văn vở của bạn. Hiểu chưa? Còn bạn lừa những ai, bạn đi những đâu, bạn làm những cái gì, tôi đều biết hết nhá.
tôi cũng chưa muốn để cho bạn, hiểu chưa, được ra như thế này đâu. Nhưng mà tôi cứ thấy bạn đợt này bạn cứ thích lươn nẹ, bạn cứ thích văn vở đúng không? Nên là đợt này tôi sẽ cho bạn nhá, để cho bạn hết cửa lươn nẹo, hết cửa văn vở, để cho cả cái không gian mạng, cả cái cộng đồng mạng này người ta biết được sự thật về bạn nhá. Những cái việc làm của bạn từ trước đến nay, bạn nói dối trên không gian mạng, bạn lươn nẹo, bạn văn vở, bạn lừa dối tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước như thế nào, bạn thủy nhá, tôi sẽ là cái người đưa ra cái sự thật, bạn cứ chờ đi. Đấy, tôi lên cái clip tôi cũng chỉ nhắc và tôi cũng chỉ chia sẻ như thế thôi. Tôi mong chờ bạn làm sao mở cái clip của tôi lên chia sẻ ra, và tôi mong sao bạn phản biện lại cái clip của tôi nhé. Tiếp tục, để cho cô chú anh chị và khán giả mọi người trong và ngoài nước và những mạnh thường quân mà trước đây đã để gọi cho là bạn là gọi cho dẫn dắt, và để cho bạn ma mị, bạn lừa dối khán giả trong và ngoài nước như thế nào, thì bây giờ tôi muốn bạn, thứ nhất bạn nên bạn đính chính lại tất cả những cái việc làm của bạn từ trước đến nay, và những cái gì bạn lên đây bạn lươn nẹo, bạn văn vở, bạn lừa dối khán giả, đúng không? Bạn nên bạn nào thì bạn bảo là bạn thành đạt, nào thì gia đình của bạn triệu đô, đúng không? Bạn là có biệt phủ, nào thì bạn có công ty, nào thì bạn đi làm từ thiện 10 năm, đúng không? Tôi cho bạn đính chính lại hết tất cả những cái gì bạn lên trên không gian mạng. Đến cái thời điểm hiện tại bây giờ, Nhi dám khẳng định với cô chú anh chị mọi người trên không gian mạng, tất cả những cái việc bạn Thủy nói lên đều là lươn nẹo, đều là giả tạo và toàn lừa dối khán giả thôi. Chứ thực chất không có giàu có, không có biệt phủ và không có cửa hàng, cửa hiệu, không có công ty, công tiếc gì đâu. Và cũng chỉ là thứ nhất là đa cấp chạy rong nhá. Thì chắc chắn như nói với cô chú anh chị mọi người, đa cấp chạy rong như thế nào thì chắc cô chú anh chị mọi người cũng hiểu. Hiểu chưa? Thì Nhi cũng để nói cho bạn Thủy hiểu một chút này này. Bạn đi nhặt nhạnh, đúng chưa? Những cái quần áo ở những cái nơi công ty người ta xuất xứng ra, đúng không? Xong bắt đầu về bạn may, bạn vá, bạn chắp, bạn đóng mác, đóng tem, đúng chưa? Xong bắt đầu bạn đi dạo, đúng chưa? Bạn đi chạy dạo tất cả tỉnh nọ, huyện kia, với cái mục đích làm gì? Bạn đi tiếp cận vào những cái chợ, đúng không? Những cái cửa hàng và những cái shop quần áo, bạn vào bạn chào hàng, đúng chưa? Xong bắt đầu bạn giới thiệu lọ, bạn giới thiệu kia. Xong cuối cùng bạn làm những cái việc gì? Hả? Bạn làm những cái việc gì mà bạn quen cái chị này? Ở Lào Cai thì như nào thì chắc phải biết chứ. Bạn quen cái chị này ở Tuyên Quang như thế nào? Chắc là bạn phải biết chứ, đúng không? Thế mà bạn bảo là bạn lừa dối khán giả là bây giờ trước đây tôi mua cái con xe Phantom, đúng chưa? Tôi bán lại cho Trịnh Văn Quyết. Thật sự ra với bạn nhìn này, bạn nói mà bạn không thấy xấu hổ sao? Những cái việc bạn làm, những cái gì bạn lươn nẹo, bạn lừa dối khán giả trong cái thời gian vừa qua, thế bây giờ bạn có thấy xấu hổ không? Tôi hỏi thật với bạn, bạn có thấy xấu hổ không? Khi cái người gọi cho là gần gặn bên cạnh bạn, những cái việc bạn làm, thứ nhất gia đình, anh em, họ hàng nhà bạn nhìn thấy cái việc bạn làm đang sai trái, nhìn thấy những cái việc bạn lươn nẹo, bạn văn vở, bạn lừa dối trên không gian mạng, đúng không? Thì bạn phải thấy như thế nào? Nhưng mà bây giờ bạn vẫn lên đây bạn lươn nẹo, bạn văn vở, bạn rất chi là nghèo nhá, bạn lợ lần cũng rất chi là nhiều chứ không phải là không. Và những cái việc bạn làm, những cái việc bạn lươn lẹo, bạn văn vở, bạn lừa dối khán giả như thế nào trên không gian mạng thì chắc chắn tự bạn hiểu. Chứ Nhi cũng để đợi và chờ để xem những cái việc bạn làm, những cái gì bạn chia sẻ, bạn dẫn dắt trên không gian mạng trong cái thời gian hơn một năm trời qua nhá. Tôi mà nói ra cái câu chuyện này thì tôi nói thẳng với bạn Thủy Nhiên này, chắc chắn cả cái không gian mạng đấy bất ngờ và ngã ngửa về bạn nhá. Những cái việc bạn lên đây bạn lừa dối khán giả, bạn lừa dối cả gọi cho cô Hằng nữa, và bạn lừa dối mọi người, bạn tiếp cận lại những cái công việc lọ công việc kia, nào thì bạn lên đây bạn dẫn dắt, bạn giàu có, bạn tài, bạn giỏi, những thực chất ra bạn có ăn có học đâu. Bạn làm gì có công ty, làm gì bạn so sánh được mấy bà Hằng, bạn sách dép cho bà Hằng, bạn còn không bằng cái lao công nhà bà Hằng nữa cơ. Nhìn nói như thế chắc cô chú chị mọi người hiểu chứ. Thế mà bạn lên đây bạn vẫn ngồi, bạn vẫn cố tình, bạn tạo ra cái vỏ bọc thành đạt của bạn. Thế đến cái thời điểm bây giờ tôi hỏi thật bạn Thủy, bạn đã hạ màn được chưa? Bạn đã bớt diễn được chưa?
Bây giờ có phải là bây giờ bạn quá là gọi cho là đói rách không? Thế mà bạn cứ đi chê người nọ, chê người kia là đói rách. Nhưng có phải là bạn tự nhìn nhận từ cái gia đình của bạn ta không? Có phải không? Có phải là bạn nhìn nhận thứ nhất về một cái gia đình của bạn, đó là dột từ lóc dột đi rồi. Thì ngay như từ đầu như đã chia sẻ với cô chú anh chị và khán giả mọi người trên không gian mạng rồi, là một cái gia đình, nếu như thực sự bạn Thủy, bạn ấy có ăn có học, bạn ấy thành đạt, thì không bao giờ bạn lấy bốn đời vợ. Thứ hai, bạn ấy tài, bạn ấy giỏi, thì không bao giờ những cái công ty, những cái nhà may của bạn phải đóng cửa như thế nhá. Và bạn ấy tài, bạn ấy giỏi, không bao giờ những cái bà vợ, cái bà lại, bà các bà lại bỏ bạn như thế. Mà đến cái thời điểm bây giờ bạn đi xa phương cầu thực, bạn sống ở một cái nơi khỉ ho cỏ gáy, bạn đi giấu giếm cái thân phận của bạn ấy đi, thì chắc chắn cô chú anh chị và khán giả mọi người phải biết nhá. Còn Nhi cũng nói thẳng với cô chú anh chị mọi người này, những ai tin tưởng, những ai đang nhìn nhận về cái kênh của bạn Thủy nhá, là tốt là đẹp, thì Nhi cũng khuyên cô chú anh chị mọi người lên cảnh giác nhá. Đây cũng không phải là chuyện đùa, và đây là sự thật đấy. Cô chú anh chị và khán giả mọi người, những ai tin Nhi, những ai hiểu Nhi, thì mọi người lên cảnh giác và hãy lên tránh xa ra. Đừng có lên nhá, dây dưa hoặc là thế nọ thế kia về tiền bạc, hoặc là bất kể làm ăn nọ kể cả nhá. Đây cũng chỉ là lừa đảo chính hiệu đấy nhá. Cao thủ và cao siêu lắm đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Còn cô chú anh chị và khán giả mọi người cứ chờ đi. Nếu như bạn Thủy nhá dám phản biện, dám đưa ra, thì Nhi sẽ cho cô chú anh chị và khán giả mọi người thấy hết những cái sự thật nhá về bạn Thủy. Còn Nhi cũng nói cho bạn Thủy hiểu như này này, nếu như bạn có bản lĩnh, bạn tài, bạn giỏi, bạn xác nhận cho Nhi, có phải ở Quang Trung, đường Quang Trung nào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang không, bạn làm gì ở đấy, bạn có những cái câu chuyện, có những cái kỷ niệm gì ở cái đấy, thì chắc chắn bạn phải nhớ chứ. Còn nói, Nhi cũng nói thẳng với cô chú anh chị mà khán giả mọi người như này, tất cả những cái việc làm Nhi làm từ đầu đến giờ chưa bao giờ Nhi thông báo, chưa bao giờ Nhi tiết lộ cho cô chú anh chị mọi người thấy. Nhi bây giờ Nhi cũng chỉ mong sao bạn Thủy động chạm về Nhi đi. Bạn Thủy động chạm về Nhi thì Nhi sẽ lên tiếng, và Nhi sẽ phản biện lại, và Nhi sẽ đưa ra những cái chứng cứ, có đi thì sẽ có lại, để cho bạn Thủy, bạn ấy thấy được này, cái con người của bạn ấy lươn lẹo như thế nào, và cô chú anh chị và khán giả mọi người sẽ thấy bất ngờ và ngã ngửa như thế nào. Bạn Thủy đó, mạnh dạn lên, tiếp tục đi, chia sẻ đi nào. Giàu có ở đâu, công ty ở đâu, biệt phủ của ai, cho bạn nói lại nhé, để cho tất cả các không gian mạng, cho mọi người thấy. Bây giờ bạn lên một cái clip, bạn đính chính lại đi, xem tất cả những cái gì trừ trước đến nay bạn nói là hoàn toàn chính xác nào. 600 công nhân đâu, hàng nghìn chuỗi cửa hàng ở đâu, hàng nghìn chuỗi cửa hàng phải đi ăn nhờ đi ở đợ, hàng nghìn chuỗi cửa hàng phải đi chui đi giúp đừng có lươn lẹo, đừng có văn vở bạn Thủy nhá. Nhi biết quá rõ về bạn đấy, nên là bạn lên hạ màn đi là vừa, tránh để Nhi cho khán giả, cho không gian mạng mọi người biết hết sự thật, thì lúc đấy không còn cơ hội mà trườn cái bộ mặt đạo đức giả không gian mạng đâu nhá. Thì ngày hôm nay Nhi cũng chia sẻ nó ngắn đây thôi, để gửi đến bạn Thủy nhá.